Chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Nguyên Phương, giáo viên trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ cùng với các em tìm hiểu về nội dung tiếp theo của bài hình chữ nhật, hình thoi. Và để khởi động cho tiết học của ngày hôm nay, các em cùng làm bài tập sau. Các em hãy quan sát trên màn hình và nêu tên gọi đặc điểm của mỗi hình sau. Như vậy các em thấy trên màn hình của chúng ta có 4 hình. Và 4 hình này các em đã được học trong bài 1 và trong tiết 1 của bài 2. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhắc lại tên gọi và đặc điểm của mỗi hình này. Đầu tiên, chúng ta nhắc đến hình số 1. Các em quan sát hình 1, ta thấy đây là một tam giác. Và tam giác này có 3 cạnh bằng nhau. Như vậy ta nhận biết được nó là một tam giác đều. Và tam giác đều ngoài đặc điểm là ba cạnh bằng nhau, ta còn có thêm đặc điểm nữa, đó là các góc ở đỉnh bằng nhau. Hình thứ hai, đây là một hình vuông. Và hình vuông có những đặc điểm gì? Hình vuông có 4 đặc điểm như sau. Thứ nhất, 4 cạnh bằng nhau. Thứ hai, các cạnh đối song song với nhau. Thứ ba, hai đường chéo bằng nhau. Và thứ tư, 4 góc ở các đỉnh là góc vuông. Hình thứ ba mà các em đã nhìn thấy. Các em thấy đây là một hình được tạo thành bởi 6 tam giác đều, cho nên ta nhận biết được đó là lục giác đều. Và lục giác đều có các đặc điểm như sau. Có 6 cạnh bằng nhau. Có 3 đường chéo chính cắt nhau tại một điểm và 3 đường chéo chính này bằng nhau. Có 6 góc ở các đỉnh bằng nhau. Và hình cuối cùng mà chúng ta nhắc đến đó là hình này. Hình này các em thấy đây là một tứ giác và có 4 góc vuông. Như vậy, ta có thể nhận biết được đây là hình chữ nhật. Và hình chữ nhật có các đặc điểm như sau. Có các cạnh đối bằng nhau. Các cạnh đối song song với nhau. Hai đường chéo bằng nhau. Và 4 góc ở các đỉnh đều là các góc vuông. Như vậy, vừa rồi cô đã nhắc lại cho các em kiến thức của bài 1 và tiết 1 của bài 2. Bây giờ các em cùng quan sát hình sau. Các em hãy cho biết hình này có phải là một trong các hình mà chúng ta vừa nhắc đến không? Và ta thấy rằng hình này không phải là một trong 4 hình mà chúng ta vừa nhắc đến hồi nãy. Và cô giới thiệu với các em hình này có tên gọi là hình thoi. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm của hình thoi. Chúng ta cùng đi vào bài học của ngày hôm nay. Bài 2, hình chữ nhật, hình thoi. Nội dung đầu tiên đó là nhận biết hình thoi. Các em quan sát trên màn hình, đây là hình thoi A, B, C, D. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm hình thoi này thông qua hoạt động số 3. Trong hoạt động 3 sẽ có 3 nhiệm vụ. Và nhiệm vụ đầu tiên mà cô cho chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là so sánh độ dài các cạnh của hình thoi ABCD. Vậy thì làm thế nào để so sánh được độ dài của các cạnh của hình thoi này? Chúng ta sẽ dùng thước và đo độ dài các cạnh này rồi so sánh chúng với nhau. Các em có thể thực hiện việc đó ở hình 15 trang 99 sách giáo khoa. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách đo độ dài đoạn thẳng AB như sau. Để đo độ dài cạnh AB, các em đặt thước sao cho mép thước trùng với cạnh AB. Vạch không của thước trùng với điểm A. Khi đó các em có thể đọc chính xác độ dài của đoạn thẳng AB hoặc các em có thể làm như sau. Cô đánh dấu vị trí của B trên thước. Như vậy khi đó độ dài cạnh AB chính là độ dài từ 0 đến vị trí này trên thước. Bây giờ cô sẽ sử dụng chỉnh thước này để đo độ dài 3 cạnh còn lại. Và cô xoay thước, cô đo độ dài cạnh BC, ta đặt thước tương tự như hồi nãy. Như vậy các em nhận thấy rằng độ dài cạnh BC đúng bằng độ dài ta đã đánh dấu trên thước. Điều đó cho ta nhận xét đầu tiên đó là cạnh BC bằng cạnh AB. Tương tự, cô xoay thước và đo độ dài cạnh CD. Và các em thấy rằng độ dài cạnh CD cũng bằng với độ dài của hai cạnh kia. Cuối cùng ta đo độ dài của cạnh DA.
Và chúng ta cũng rút ra nhận xét tương tự, đó là cạnh DA có độ dài bằng cả cạnh kia. Như vậy, sau khi thực hiện nhiệm vụ này, các em rút ra được nhận xét gì? Chúng ta thấy rằng hình thoi ABCD có 4 cạnh bằng nhau, đó là AB bằng BC bằng CD và bằng DA. Đây chính là đặc điểm thứ nhất của hình thoi mà chúng ta vừa phát hiện ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tiếp đặc điểm khác của hình thoi thông qua nhiệm vụ thứ hai như sau. Đó là các cạnh đối AB và CD, AD và BC có song song với nhau không? Các em thấy nhiệm vụ này có hai ý. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ thực hiện ý đầu tiên, đó là tìm hiểu xem AB và CD có song song với nhau không. Để biết hai cạnh này có song song với nhau không thì các em sẽ sử dụng một kiến thức mà các em đã biết, đó là cách vẽ hai đường thẳng song song. Bây giờ chúng ta sử dụng kiến thức đó để kiểm tra xem thử cạnh AB có song song với cạnh CD hay không. Bước đầu tiên, cô sẽ vẽ đường thẳng qua hai điểm AB và đường thẳng qua hai điểm CD. Bây giờ cô sẽ đặt eke sao cho một cạnh của eke nằm ngay trên đường thẳng AB. Khi đó qua cạnh góc vuông còn lại của eke, ta sẽ vẽ một đường thẳng như thế này. Bây giờ cô sử dụng chỉnh eke này và cô xoay eke. Cô đặt eke sao cho một cạnh của eke trùng với đường thẳng mà chúng ta vừa vạch. Khi đó ta quan sát thấy rằng cạnh còn lại nằm ngay trên đường thẳng CD. Điều đó chứng tỏ rằng đường thẳng AB song song với đường thẳng CD hay cạnh AB song song với cạnh CD. Bây giờ chúng ta cũng thực hiện ý thứ hai của nhiệm vụ B. Đó là AD và BC có song song với nhau không? Thì ta cũng làm hoàn toàn tương tự như vậy. Ta sẽ vẽ đường thẳng qua hai điểm AD và qua hai điểm BC. Sau đó ta đặt eke sao cho một cạnh eke trùng với cạnh BC. Và ta vạch một đường thẳng qua cạnh còn lại của eke như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xoay eke. Và ta nhận thấy rằng cạnh còn lại của eke nằm ngay trên đường thẳng AD. Điều đó chứng tỏ rằng đường thẳng AD song song với đường thẳng BC hay cạnh AD song song với cạnh BC. Như vậy, qua thực hiện nhiệm vụ B, các em rút ra được điều gì? Chúng ta rút ra được một điều, đó là các cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau. Đây chính là đặc điểm thứ hai của hình thoi. Bây giờ, nếu có nối đường chéo AD và đường chéo BD, thì các em thấy rằng hai đường chéo này cắt nhau tại một điểm và cô gọi điểm đó là điểm O. Bây giờ, nhiệm vụ thứ ba mà chúng ta thực hiện đó là em có nhận xét gì về các góc ở đỉnh O? Và các em thấy ở đỉnh O chúng ta có 4 góc. Chẳng hạn cô xét một góc đó là góc BOC. Các em thấy góc này có hai cạnh, đó là cạnh OB và cạnh OC. Hai cạnh này nằm nghiêng ngay trên hai cạnh kề của O vuông nên ta có góc BOC là góc vuông. Tương tự ta cũng sẽ có ba góc này là góc vuông. Từ đó ta có nhận xét rằng đường chéo BD và đường chéo AC vuông góc với nhau. Và đây chính là đặc điểm thứ ba của hình thoi. Như vậy, sau khi thực hiện ba nhiệm vụ của hoạt động 3, chúng ta rút ra được nhận xét như sau. Hình thoi ABCD có ba đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên đó là 4 cạnh bằng nhau. AB bằng BC bằng CD và bằng DA. Đặc điểm thứ hai đó là cạnh đối AB song song với cạnh đối CD. Cạnh AD song song với BC. Và đặc điểm thứ ba đó là hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Và các em ghi nhớ ba đặc điểm này của hình thoi. Bây giờ các em có thể phát hiện ra hình thoi này còn có đặc điểm nào nữa không? Nếu cô quy ước cạnh ô vuông có độ dài là 1, khi đó các em thấy rằng đoạn OA sẽ có độ dài là 4 đơn vị. Đoạn OC có độ dài là 4. Từ đây ta có khẳng định rằng OA bằng OC. Tương tự, ta có OB bằng 2 và OD cũng bằng 2. Như vậy ta rút ra thêm một nhận xét nữa, đó là OB bằng OD. Và đây là một lưu ý quan trọng
và giúp cho các em tính toán sau này. Cho nên là các em nhớ lưu ý này. Như vậy vừa rồi các em đã biết các đặc điểm hình thoi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập sau. Hình nào trong các hình 1, 2, 3 là hình thoi? Thì trong 3 hình trên màn hình, các em thấy rằng hình 2 là một tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Và đây là một đặc điểm của hình thoi giúp ta nhận biết được hình này là hình thoi. Như vậy các em vừa sử dụng đặc điểm thứ nhất để nhận biết được hình thoi. Bây giờ cô sẽ cùng các em đi sang nội dung tiếp theo, đó là vẽ hình thoi. Và chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4. Các em hãy vẽ một hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo. Chẳng hạn cô sẽ ví dụ sau. Dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD, biết AB bằng 5cm và AC bằng 8cm. Như vậy các em thấy rằng hình thoi ABCD thì AB là cạnh của hình thoi. Còn AC chính là đường chéo của hình thoi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một hình thoi biết một cạnh và một đường chéo qua các bước như sau. Đầu tiên cô sẽ vẽ đường chéo AC. Và ta có bước 1, đó là vẽ đoạn thẳng AC bằng 8cm. Để vẽ đoạn thẳng AC thì chúng ta sẽ sử dụng một dụng cụ, đó là thước thẳng có chìa khóa. Ta sẽ đặt bút và vạch từ điểm số 0 đến vạch số 8 theo mét thước. Khi đó ta sẽ được đoạn thẳng AC có độ dài 8cm. Như vậy ta đã vẽ được đường chéo AC. Bước 2, vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính 5cm. Như vậy để vẽ đường tròn chúng ta sẽ dùng một dụng cụ, đó là compa. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn em dùng compa để vẽ phần đường tròn tâm A bán kính là 5cm. Chúng ta sẽ đặt compa như sau. Ta sẽ đặt compa sao cho mũi nhọn của compa nằm ở điểm A và mở khẩu độ compa có độ rộng là 5cm. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần đường tròn này. Vì cô chỉ vẽ một phần đường tròn cho nên là cô sẽ dịch chuyển compa đến vị trí này. Và bây giờ cô sẽ quay compa. Như vậy cô đã vẽ được phần đường tròn tâm A bán kính 5cm. Bước 3, chúng ta vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính 5cm. Và các em đặt compa hoàn toàn tương tự như bước 2. Chúng ta sẽ vẽ như sau. Như vậy chúng ta đã vẽ được phần đường tròn tâm C bán kính là 5cm. Tiếp theo, phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm A ở B và D. Như vậy đây chính là B và đây là vị trí của điểm D. Bước thứ tư, các em vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CD và DA. Đến đây các em dùng thước ta nối hai điểm A và B, nối B và C. Tương tự nối CD và nối DA, ta được hình như sau. Bây giờ các em quan sát lại hình mà chúng ta vừa vẽ, có phải là hình thoi không như đề bài yêu cầu? Thì các em thấy rằng điểm B và điểm D nằm trên phần đường tròn tâm A bán kính 5cm, nên AB và AD là các bán kính. Do đó ta có AB, AD bằng 5cm. Tương tự ta cũng có CB và CD là các bán kính, nên CB và CD là 5cm. Bây giờ các em quan sát và ta thấy rằng ABCD là một hình có 4 cạnh bằng nhau. Như vậy ta nhận biết được đấy là hình thoi. Như vậy ta đã vẽ được hình thoi ABCD có AB bằng 5cm và AC bằng 8cm, thỏa yêu cầu của bài toán. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các em cách để vẽ được một hình thoi. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách để cắt được một hình thoi bằng giấy như sau. Các em hãy quan sát các bước thực hiện trên màn hình và làm theo. Bây giờ cô và các em sẽ cùng cắt một hình thoi như thế này.
Đây là tờ giấy mà cô sẽ sử dụng để cắt hình thoi và cô sẽ gấp theo các bước như trên màn hình. Đầu tiên, cô gấp đôi tờ giấy. Tiếp theo, chúng ta gấp thêm một lần nữa. Như vậy ta hoàn thành bước 2. Đến bước 3. Như vậy cô đã vạch được một đoạn thẳng lại đây. Và bây giờ chúng ta cắt theo đường này, ta sẽ có được hình như thế nào? Mà các em thấy là cô sau khi cắt, cô đã tạo được một hình như thế này, gọi là hình thoi. Và các em quan sát, hai nếp gấp ở trên hình này chính là hai đường chéo của hình thoi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hình thoi chúng ta vừa cắt này để kiểm tra một số đặc điểm của hình thoi mà cô cho chúng ta đã phát hiện ra hồi nãy. Chẳng hạn là với đặc điểm số 1, thì em thấy khi gấp hình thoi như thế này, thì các em thấy rằng là bốn cạnh của hình thoi chồng khít lên nhau. Điều đó chứng tỏ rằng bốn cạnh của hình thoi bằng nhau. Ngoài ra với cách gấp như thế này thì em thấy rõ ràng là hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau. Và các em cũng có thể cắt những hình thoi như thế này để tạo thành một vật, đồ vật để trang trí cho góc học tập của chúng ta thêm sinh động. Chẳng hạn như hai bạn nhỏ sau đây. Hai bạn nhỏ này đã cắt những hình thoi như thế này và bạn sáng tạo ra được một bức tranh treo tường rất là dễ thương. Các em cũng có thể làm được như thế này. Ngoài ra các em còn thấy là hình thoi xuất hiện rất nhiều xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như hình thoi là hòa tiết trên vải máy gỗ như thế này, hoặc là một chiếc ngưỡng treo tường hình thoi. Ngoài ra, hình thoi còn cũng được sử dụng để làm các chi tiết trong các phụ kiện để cho phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của các bạn nữ. Chẳng hạn như là khuyên tai, mặc dây chuyền, mặc nhẫn hay là hòa tiết hình thoi trên túi xách. Bên cạnh đó, hòa tiết hình thoi cũng xuất hiện rất nhiều trên chất liệu vải thổ cẩm của các đồng bào dân tộc ít người của nước ta. Và có một đặc điểm nữa của hình thoi, đó là nếu một hình thoi mà các em thấy là các đỉnh không cố định thì chúng ta có thể là thay đổi được độ rộng và hẹp của hình thoi như thế này. Và người ta vận dụng tính chất này để làm những đồ vật như sau, đó là móc treo đồ, cổng xếp hay là cửa xếp để giúp chúng ta tiết kiệm không gian khi đóng mở hoặc là khi vận chuyển. Ngoài ra, hình thoi còn xuất hiện trong một trò chơi mà gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta, trong đó có cả cô và các em, đó là trò chơi thả diều. Và hình dạng đơn giản nhất của con diều, đó là con diều làm bằng hình thoi. Và một bạn học sinh đã làm một hình thoi như sau. Bạn Long muốn làm một con diều bằng vải, có dạng hình thoi với các kích thước như thế này. Bây giờ, các em hãy giúp bạn Long giải quyết hai vấn đề của bạn như sau. Vấn đề thứ nhất của bạn đó là bạn cần một mặt vải có diện tích bao nhiêu để làm vừa đủ con diều đó. Vấn đề thứ hai đó là bạn cần bao nhiêu mét dây ri băng để dán xung quanh cả cành của con diều. Bây giờ chúng ta cùng xem thử là hai vấn đề của bạn là gì. Ở câu A, các em thấy rằng là mặt cần biết là mảnh vải này có diện tích bao nhiêu, tức là diện tích của con diều, mà con diều này là hình thoi, do đó bạn cần biết diện tích của hình thoi này. Ở câu B là cần bao nhiêu mét dây ri băng để dán xung quanh mép của con diều, xung quanh các cành này. Như vậy đây chính là chu vi của con diều, tức là chu vi của hình thoi. Vậy thì để giải quyết được vấn đề của bạn, các em phải biết cách tính chu vi và diện tích của hình thoi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung sau đây. Thứ nhất là chu vi của hình thoi. Cô sẽ hình thoi ABCD có độ dài cạnh là A. Khi đó, chu vi hình thoi ta sẽ tính như sau. Và các em đã biết chu vi của một hình chính là bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó. Cụ thể ở hình này, chu vi hình thoi ta sẽ lấy cạnh AB cộng BC cộng CD và cộng DA. Tuy nhiên mỗi cạnh này đều bằng thơ A cho nên là ta sẽ có như sau. Và việc cộng biểu thức này ta được là 4A. Như vậy, đây chính là công thức để tính chu vi của hình thoi. Nếu cô gọi C là chu vi của hình thoi,
A là độ dài cạnh của hình thoi. Khi đó cô sẽ có công thức để tính chu vi hình thoi là C bằng 4A. Và đây chính là công thức để giúp chúng ta tính được chu vi của hình thoi. Bây giờ các em hãy làm bài tập áp dụng sau. Tính chu vi của hình thoi có độ dài cạnh là 2 cm. Như vậy để tính chu vi hình thoi này, chúng ta sẽ sử dụng công thức chúng ta vừa biết. Và với cạnh ở đây có độ dài là 2 cm, cho nên ta có phần lời giải như sau. Chu vi của hình thoi là C bằng 4 x 2 bằng 8 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính diện tích của hình thoi. Ở đây cô có một hình thoi A, B, C, D có độ dài hai đường chéo là BD bằng M và AC bằng N. Và như hồi nãy cô đã lưu ý cho các em đó là đoạn OB bằng đoạn OD. Cho nên ta tính được độ dài OB và OD đều bằng M chia 2. Bây giờ làm thế nào để tính được diện tích của hình thoi ABCD này? Cô sẽ hướng dẫn các em một cách để xây dựng được công thức tính diện tích hình thoi như sau. Chúng ta sẽ cắt hình thoi này thành các mảnh và ghép các mảnh đó lại để tạo ra một hình mà chúng ta đã biết công thức tính diện tích trước đó. Chẳng hạn như ở đây cô sẽ làm như sau. Đầu tiên cô cắt theo đường chéo AC. Khi đó cô được hai tam giác là tam giác ABC và tam giác ADC. Bây giờ với tam giác ADC cô sẽ cắt tiếp theo cạnh OD và cô được hai tam giác nhỏ đó là tam giác AOD và tam giác COD. Bây giờ cô sẽ ghép hai tam giác nhỏ này vào tam giác ABC và các em quan sát như sau. Như vậy các em thấy là ta đã lắp ghép được hình gì? À, và chúng ta thấy là hình tạo thành là một hình chữ nhật và cô đặt tên nó là ACMN. Như vậy các em thấy từ hình thoi ban đầu, sau khi cắt và ghép các mảnh ghép lại với nhau, ta được hình chữ nhật như thế này. Các em có nhận xét gì về diện tích của hình thoi và diện tích của hình chữ nhật? Thì rõ ràng là diện tích của hình thoi bằng diện tích của hình chữ nhật, bởi vì hình chữ nhật đã được tạo thành từ các mảnh ghép của hình thoi. Và chúng ta sẽ tính được diện tích của hình chữ nhật này như sau. Hình chữ nhật này có hai cạnh có độ dài là M trên 2 và N, cho nên diện tích hình chữ nhật sẽ được tính bởi công thức là tích độ dài hai cạnh. Và ta có thể viết được biểu thức này là như sau, là 1 phần 2 nhân M nhân N. Như hồi nãy chúng ta đã nói là diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật, cho nên diện tích của hình thoi chính là bằng biểu thức này. Nếu cô coi S là diện tích của hình thoi, khi đó ta sẽ có S bằng 1 phần 2 nhân M nhân N. Và đây chính là công thức để tính diện tích của hình thoi. Và các em lưu ý rằng công thức này chúng ta thực hiện khi là M N có cùng đơn vị đo. Như vậy vừa rồi cô đã giới thiệu cho em một cách để xây dựng công thức tính diện tích của hình thoi. Các em xem thử là chúng ta có thể cắt ghép hình thoi này theo kiểu nào nữa để cũng ra được hình chữ nhật, từ đó các em xây dựng công thức tính diện tích. Và đó là nhiệm vụ mà cô giao về nhà cho các em. Vậy là các em đã biết công thức tính chu vi và công thức tính diện tích của hình thoi. Do đó chúng ta đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của bạn Lâm như sau. Đầu tiên chúng ta giúp bạn trả lời câu hỏi A. Thì vì con diều của bạn Long là hình thoi cho nên là cô sẽ xem như đây là hình thoi ABCD. Có cạnh là 25, đường chéo là 30 và một đường chéo có độ dài là 40 cm. Từ đó cô tính được diện tích của con diều. Đó là ta sẽ sử dụng công thức hồi này, lấy 1 phần 2 nhân với tích độ dài hai đường chéo. Ta được là 1 phần 2 nhân 30 nhân 40. Kém lưu ý hai đường chéo này đã có cùng đơn vị cho nên là ta nhân và ta được kết quả như thế này. Từ đó ta kết luận như sau. Bây giờ chúng ta sẽ giúp bạn Long thực hiện tiếp yêu cầu B của bạn.
Đó là bạn cần bao nhiêu mét dây ri băng để dán xung quanh các cành của con diều. Như vậy, phần ri băng dán xung quanh các cành con diều chính là chu vi của con diều, tức là chu vi của hình thoi. Và hình thoi này có cành là 25, cho nên ta áp dụng vào đây. Ta được là chu vi con diều, sử dụng công thức tính chu vi, ta tính được như thế này. Và ta trả lời, vậy bạn Long cần 1 mét dây ri băng để dán xung quanh các cành của con diều. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã đi xong các nội dung là tính chu vi và diện tích của hình thoi. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng trả lời những bài tập sau. Bài tập số 1. Bạc Hưng uống một giấy thẹp thanh móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cành bằng 30 cm. Bạc Hưng cần bao nhiêu cm giấy thẹp để làm móc treo đó? Có 3 phương án A, B, C. Và câu trả lời cho bài tập này đó là B. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích vì sao B là câu trả lời đúng. Như vậy các em thấy rằng từ một sợi giấy thép bạc đã uốn thành một móc treo đồ có dạng hình thoi. Như vậy độ dài của giấy thép chính là chu vi của hình thoi. Và ta tính được chu vi hình thoi là bằng 120 cm. Do đó đáp án B là đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sang bài tập thứ 2. Trên tường của phòng khách có treo một chiếc gương dạng hình thoi. Biết độ dài hai đường chéo là 6 dm và 1 m, tính diện tích của chiếc gương đó. Thì với bài tập này có 3 bạn là làm 3 kết quả như sau. Bạn thứ nhất cho kết quả là 3 dm². Bạn thứ hai cho kết quả là 60 dm². Và bạn thứ ba cho kết quả là 30 dm². Vậy thì kết quả của em là kết quả nào? Và đáp án đúng cho bài tập này đó là câu trả lời C. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải thích cho câu trả lời này. Như vậy, tính diện tích của chiếc gương mà gương có dạng hình thoi, cho nên ta sẽ sử dụng công thức là 1/2 nhân với tích độ dài hai đường chéo. Hai đường chéo ở đây có độ dài lần lượt là 6 dm và 1 m. Các em thấy rằng hai độ dài này chưa có cùng đơn vị đo. Như vậy ta phải đổi chúng về cùng một đơn vị. Và chẳng hạn ở đây cô đổi là 1 m thành 10 dm. Và ta áp dụng công thức như sau. 1/2 nhân 6 nhân 10 bằng 30 dm². Như vậy bạn có câu trả lời C là bạn trả lời đúng. Bây giờ chúng ta cùng xem hai bạn này trả lời như thế nào. Bạn A, bạn ở có câu trả lời A đã trả lời như sau. Bạn tính là S bằng 1/2 nhân 6 nhân 1 và kết quả của bạn là 3 dm². Sai lầm của bạn ở đây đó là bạn đã không đổi hai đường chéo này về cùng một đơn vị. Bạn thứ hai thì bạn có đổi đơn vị. Tuy nhiên là bạn thiếu nhân 1/2 trong công thức và bạn được kết quả như thế này. Như vậy, đấy là hai lỗi sai mà các em rất hay gặp và các em lưu ý. Thứ nhất là chúng ta phải đổi đơn vị. Thứ hai, chúng ta nhớ công thức để tính diện tích của hình thoi. Đó là 1/2 nhân với tích độ dài hai đường chéo. Và bây giờ chúng ta sang bài tập thứ 3. Cho hình thoi và hình chữ nhật có các kích thước như thế này. Các em hãy chọn phương án A, B, C. Theo em trong 3 phương án này, phương án nào là phương án đúng? Và ta hãy câu trả lời đúng, đó là câu C. Vậy làm sao để biết C là câu trả lời đúng? Cô giải thích như sau. Để biết được diện tích hình thoi như thế nào so với diện tích của hình chữ nhật, thì chúng ta phải lần lượt tính diện tích của hai hình này. Đầu tiên, diện tích của hình thoi ta tính bằng công thức là 1/2 nhân 12 nhân 20, bởi vì hai đường chéo này đã có cùng đơn vị đo. Còn diện tích hình chữ nhật thì bằng tích độ dài hai cành kề. Như vậy ta sẽ có là 12 nhân 20. Không cần tính kết quả hai biểu thức này, chỉ cần nhìn vào đây, các em sẽ biết được là diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật. Như vậy C là câu trả lời đúng. Như vậy ngày hôm nay các em đã học về hình thoi và sau đây cô sẽ nhắc lại cho các em các kiến thức chủ đạo trong bài. Với hình thoi thì có các đặc điểm sau. Thứ nhất là hình thoi có 4 cành bằng nhau. Thứ hai là có các cành đối song song. Thứ ba là hai đường chéo vuông góc.
Và công thức để tính chu vi của hình thoi đó là C bằng 4A với A là độ dài cạnh. Công thức để tính diện tích của hình thoi là S bằng 1/2 nhân M nhân N với MN là độ dài hai đường chéo. Và các em lưu ý rằng MN phải có cùng đơn vị đo. Đây chính là kiến thức chính của tiết học ngày hôm nay. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em tự học. Bài tập với nhau của các em đó là bài 23, trang 101 sách giáo khoa toán 6 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Khuyến khích các em làm thêm bài 15, trang 108 sách bài tập toán 6 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và các em soạn tiếp bài hình minh hành để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.